quay trở lại với kênh ẩm thực có biển các em nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một quán trà sữa Phượng Hoàng ở quận 10 nha. Thì thực sự là em chưa có uống ở quán trà sữa này bao giờ, nhưng mà vô tình đi ngang á, em thấy có rất là đông khách đến để mua trà sữa, mà mua là phải đứng xếp hàng như vậy nè cả nhà mình. Đó, mua là được, phải đứng xếp hàng như vậy nè. Thì không biết là trà sữa trong đây có cái điều gì đặc biệt hay không mà phải thu hút nhiều khách hàng đến mua như thế này, phải đứng xếp hàng luôn cả nhà mình. Để tí xíu em sẽ mua một ly trà sữa rồi review cho mọi người xem cái giá ở đây như thế nào nha. Nhiều quá trời khách đứng chờ luôn, có những cái anh nao rồi đó nè. Thì địa chỉ ở đây là 317B quận 10 nha các nhà. Đó, mua là phải đi xếp hàng như vậy nè các nhà mình. Để em hỏi một vài vị khách ở đây xem như thế nào nè. Chào bạn, mình đang làm phóng sự về ẩm thực á. Bạn cho mình hỏi là bạn là khách quen đến quán này hay gì? Hả? Mới lần đầu hả? Em biết quán này là qua bạn bè hay như thế nào? Dạ, đi nghe qua mới thấy. Nghe qua hôm nay ghé đến ha. Cảm ơn em. Ủa vậy còn em trai sao em? Dạ, em cũng vậy. Em cũng lần đầu luôn hả? Dạ. Đây có khách là lần đầu tới. Đây là mọi người, bây giờ mọi người thấy được ở phía bên trong nè. Đây là quán trà sữa của người Hoa nha. Giờ em cũng vào đứng xếp hàng để mua thử một ly. Xếp hàng là người thứ ba, còn hai người nữa là tới em, nhưng mà ở phía sau em nè còn quá nhiều khách để đứng chờ mua trà sữa luôn nè cả nhà mình. Em không biết là quán này tồn tại bao lâu rồi mà giờ thấy khách đứng đông quá trời luôn. Dâu lớn 3 ly rồi 45 ngàn.
mới được, thịt phô mai, thịt tiết cây, thịt chậm mới đi. Dạ, phô mai. Cái này là của gì vậy? Rồi, có cái 410 lắm nè. Rồi em ơi, hai thái xanh thành gì anh? Thành đi lớn đi nhỏ. Hai ly. Hai thái xanh phô mai sao lớn. Mấy anh trai làm không kịp luôn á cả nhà. Mình ảnh là tất bật làm quá trời luôn á. Thịt con trâu luôn hả? Thịt con trâu luôn, có con trâu không? Em hỏi là nuôi chó, chỉ là chỉ trâu của mai nha. Hai cái đều có chỉ trâu không? Đây là hai cái thịt trâu của mai. Để chung nha, quanh mỗi ly 23, 2 ly 46 ngàn. Đợi tí, đợi tí, đợi tí. Giao một bên, đó một bên. Rồi, 46. Có lời 400 bằng 4 rồi chân trâu 15.000 chân trâu lớn anh nằm rồi sao 15.000 anh làm cho em một trà sữa hạt ngọc trai với phô mai. Rồi size lớn hay size nhỏ? Size lớn. Trà sữa một trà. Vâng, mọi người bây giờ mọi người thấy ở đây nha. Một mình anh bán mà tới 1, 2, 3 máy ép với thêm một máy này nữa là mọi người là 4 cái máy để ép ly mà vẫn bán không kịp nha. Một trà đào lớn. Mua cho em một cái ô đi ha, tôi đang cho ăn đi ha. Coi coi xác định nó dễ rồi. Lục trà đào lớn, trà sữa thủy tinh Việt Quốc lớn, trà sữa thủy tinh nhỏ, nó là vừa. Và là có một anh nào tới mua hàng cho khách nữa. Đây là những cái ly siro của anh là cái nhà mình. Quán của anh rất là sạch sẽ nha, tuy nhỏ nhưng mà rất là sạch sẽ. Mình không biết là có bị như thế nào đây mà thấy anh bán rất là đắt. Anh đẹp trai quá, lúc nào cũng cười hết ha. Ủa anh, quán mình đây là bán lâu chưa anh? Dạ, bán được 11 năm rồi. Ủa không, 11 năm hả? Dạ. Mà giờ này em mới biết à. Dạ. 11 năm luôn. Mà có mình anh bán sao kịp, sao kêu người phụ? Tại vì giờ này là chuẩn bị thôi, giờ này ăn cơm. À đi, dạ. Bán tới tối luôn. Dạ. Giờ mà đông đông nhất là mấy giờ anh hả? Lúc nào cũng đông như vậy đó. Dạ. Ngày nào cũng như vậy đó. Xong tới tối 11 giờ mấy luôn. Vâng. Vậy là anh mở bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Bán sớm là 10 giờ 15 bắt đầu. À 10 giờ, xem như 10 giờ đi. 10 giờ. Anh bắt đầu bán từ 10 giờ cho tới 11 giờ tối luôn hả anh? Dạ, bán bây giờ hết rồi thôi. Dạ, bán khi nào hết thôi. Anh tính gì anh đẹp trai quá anh? Dạ. Anh tên gì vậy? Cho em xin tên với anh đẹp trai quá. Dạ, tên Kiệt ạ. Anh Kiệt hả? Dạ, dạ. Dạ, đây là anh Kiệt nha cả nhà. Anh Kiệt bán ở trà sữa Trân Châu. Ở ngay đường quận 10 nè. Rồi, của chị là 29.000. Dạ rồi. Trân Châu Phô Mai, size lớn.
Đây là ly chân trâu phô mai to lớn của mình, 29.000. Rồi có muỗng luôn. Dạ, cảm ơn anh. Đây, cho em gửi. Rồi, mới là chị 21.000. Để tí xíu em sẽ uống review cho mọi người. Dạ rồi. Rồi, quánh là 3 ly. Rồi, vì phút ly lớn là 22, ly nhỏ 15 được 37, cộng với 15, tổng cộng 52.000. Rồi, bây giờ mình mua xong rồi mình đi ra để nhường chỗ để cho các bạn khác đi lên mua nha cả nhà mình. Dạ, tại quay review chị. Đây mọi người, mình mua xong rồi còn rất là nhiều khách đứng để đợi luôn nè. Dạ, quán đông quá. Chị cho em hỏi chị là quán chị có phải là khách thường xuyên mua đây không chị? Thường xuyên mua đây rồi. Vậy hả? Uống được bao nhiêu năm đây à chị? Lúc bán tới giờ. Từ lúc bán gì? Anh nói là anh bán này 11 năm đó chị. Uống lâu lắm mà lúc chưa đẻ dốc tới giờ. À vậy luôn hả? Ủa, năm nay được bao tuổi? Rồi 11 tuổi vậy là đúng luôn. Đây là khách thường xuyên 11 năm đối với cái quán trà sữa này luôn nè cả nhà. Chị gái vui tính. Bây giờ mọi người ơi, quán trà sữa này là nằm ngay chân cái góc đường của Hòa Hảo và Nguyễn Tri Phương nha cả nhà. Khi mà mình tới ngay góc ngã tư này là sẽ thấy được cái quán trà sữa nằm ở bên tay trái liền. Đây mọi người ơi, đây là cái ly trà sữa Phượng Hoàng em mới mua đó. Và em sẽ mở ra em review cho mọi người ha. Đây nè mọi người, đây là trà sữa Phượng Hoàng nguyên chất nguyên liệu từ Đài Loan. Đây là địa chỉ nè cả nhà, có cả số điện thoại luôn nè nha. Nè, em thấy là xin 2009, có nghĩa là cái quán trà sữa này là bán từ năm 2009 tới bây giờ luôn cả nhà mình. Hương vị Đài Loan, trà sữa Phượng Hoàng. Đây là cái nhà mình, ở trên cái ly có in luôn một cái hình con Phượng Hoàng luôn nè. Nhìn rất là tinh xảo. Còn cái nắp cũng vậy. Cái nắp này cũng in luôn nguyên một cái hình con Phượng Hoàng luôn đó nè. Tôi yêu Phượng Hoàng Miu Thi. Rồi bây giờ em sẽ dùng một cái muỗng. Em sẽ mở cái nắp này ra, em review ở bên trong cho cả nhà mình ha. Wow, đây là cả nhà mình. Rồi, bây giờ em sẽ khuấy lên. Nhưng sao khuấy lên, ở bên trong thì có gì. Đây này cả nhà, em mua cái này là thạch phô mai nha. Thạch phô mai. Và hồi nãy là em mua cái ly này là thạch phô mai và thạch ngọc trai. Thì ở đây, thực sự ra thạch ngọc trai ở đây chỉ là những viên thạch trắng thôi cả nhà mình, chứ không phải là những cái viên thạch bằng ngọc trai kỳ lạ khác nha. Cho nên lúc nãy em nhìn thấy là ngọc trai, em tưởng nó sẽ là một cái hương vị khác, nhưng mà thực sự ra nó là những cái viên thạch trắng thôi. Đây. Chắc có lẽ là tại vì trắng trắng trong trong nhìn giống ngọc trai, cho nên ở quán trà sữa này gọi là thạch ngọc trai. Thạch trắng hay còn gọi là thạch ngọc trai ở cái quán Phượng Hoàng này thì cũng giống như là những cái viên thạch
mà những cái quán khác bán thôi cả nhà mình nha. Bây giờ em sẽ uống thử, em sẽ uống thử xem là cái nước trà sữa này như thế nào đây. Còn về cái phần mà cái nước trà sữa này á, thì ở đây là họ dùng sữa tươi, họ dùng sữa tươi cho nên uống nó có cái vị rất là thanh, nó ngọt mà ngọt thanh của cái sữa, không có cái sữa béo vào nha cả nhà, không có sữa béo. Wow. Còn đây nè, đây là thạch phô mai, thạch phô mai nhưng mà em không biết cái này là vị gì nữa mà có cái màu xanh xanh. Nói chung là cái phô mai ở đây ngon cả nhà, nó béo thơm, nhưng mà còn thạch trắng thì hầu như là cũng giống như những cái quán khác thôi, nhưng mà không biết vì sao mà khách đông quá trời luôn, đứng xếp hàng mua luôn á. Có hay là tại vì do cái thâm niên của quán bán lâu năm quá cho nên tạo một cái sự tin tưởng tuyệt đối cho người dùng, cho nên là rất là nhiều người đến đây mua mà không đến những nơi khác, em nghĩ chắc là vậy á. Còn cái màu xanh này á thì có cái vị giống như là Việt Quốc á, nhưng mà chắc em nghĩ là chắc là cái hương thôi chứ không phải là nguyên chất gì đâu, nhưng mà không biết vì sao mà quá đắt, bán đông khách ghê ha. Nói chung là nhìn chung cái ly trà sữa ở cái quán Phượng Hoàng này á, sữa thì cái trà và cái sữa này á thì đều dùng là sữa tươi, còn phô mai ở đây á thì ngon béo. Còn về cái mẫu mã bên ngoài và cũng như bên trong này kia thì em thấy là ok, đến quán thì thấy quán cũng sạch sẽ, mà cái anh bán thì cũng vui vẻ, cũng nhiệt tình tư vấn cho khách hàng này kia, em thấy là cũng ok, đó cũng là một cái điểm cộng. Còn nếu mà điểm trừ thì thực sự em không biết là cái điểm nào mà để gọi là trừ, nhưng mà nhìn chung một cái ly trà sữa như thế này thì được, em cho 7 điểm. Đã quá, vừa lạnh lạnh thơm thơm béo béo giòn giòn của cái thạch trắng nữa. Em cho 7 điểm nha cả nhà. Bây giờ em xin kết thúc clip tại đây nha. Em rất vui vì cả nhà đã xem clip của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha. Và đừng quên cho em một cái đăng ký để em có nhiều cái động lực để em review thêm những cái quán ăn khác cho cả nhà mình ha. Bye bye, xin chào tạm biệt mọi người. Đã quá, em hút một hơi luôn cái nhà mình đây.